qua nghe thử cả. Đây vướng nghĩa phải bỏ ra ngoài. Dưới kia còn dưới có nót không? Dưới nót và dưới kia. Khách của người ta này làm cái càng nhỏ xuống, bây giờ như cái hàng đây là 6
cái phách của nó đã, cái đà của nó chỉ xuống được khoảng tầm 15 phân thôi chứ đâu có xuống được nhiều đâu. Ví dụ như cái tấm này này, chân của nó chỉ khoảng 15 thôi chứ đâu có được to như của mình đâu. Bởi vì nếu mà to như của mình thì nó cao ngẩng cao nêu nên nó đầu chịu nổi. Chủ yếu là mấy cái trụ á, nó chống là chủ yếu là ở cái trụ á. Thế còn đà là nó chủ yếu, đà thì chính của nó chỉ có giữ cái tấm sập cho nó cân với lại ấy thôi. Đấy là chúng to lắm rồi, còn em lại
À chị, em tưởng đấy. Em tưởng khách. Sai hơn thôi. Bây giờ hai em mấy tuổi rồi? Hai em nhiêu tuổi? Em 91. Vậy là có gia đình rồi, con chị giấc giờ nó chưa có bạn gái nữa. Mẹ
học quá công nghệ thông tin thì trong trong lớp nó ít nữ. Bấp bênh lắm. Làm nay biết nay rồi chứ. Ừ, ok, có gì để em sắp xếp này cho em.
Có một cái mặt bàn thôi, nó mét sáu rộng 60, dày 2 phân à, mỏng mỏng á. Hả? Ừ.
không vào, chỉ được đầu thôi. Cái bàn tròn đấy là cái vấn đề.